shopmitsutv.com, đăng nhập vào shop nhận ngay 10k miễn phí. Đặc biệt khi chúng ta nạp tiền và quay kim cương có cơ hội nhận được x2 vào tài khoản nhá. Anh em nào mà chúng ta đang muốn có nhiều kim cương còn chần chừ gì, không vào ngay đi anh em ơi. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình. Thì mấy ngày hôm nay mình khá là bận nên là không làm video cho anh em xem được. Hình như là hôm nay chúng ta cũng mới có khá là nhiều sự kiện mới này. Ở đây thì mình sẽ truy cập vào cái phòng quay cho mọi người xem nhá. Đầu tiên thì chúng ta mới có sơ ca siêu phẩm quay trở lại. Đó anh em thấy chưa? Anh em chắc là có rất là nhiều bạn chúng ta thích skin ca đúng không? Đó, mình thì có Titan rồi. Nói chung là Titan là ngon nhất đấy, nên là anh em có rồi thì ok, không cần ở đâu. Nếu mà mọi người không có điều kiện chúng ta đổi sang cái khẩu Titan ấy, thì có quái thú này hoặc là thiên đường cho anh em cũng khá là ok. Hai cái skin này nếu mà chúng ta không có điều kiện đổi sang Titan nhá, vì nếu mà quay Titan ấy chúng ta mất khá là nhiều kim cương đó. Và tiếp theo thì chúng ta cùng đến với số huyền bí thôi. Mấy hôm nay đi chơi FIFA khá là nhiều nên là không làm video cho mọi người xem. Ở đây thì mình cũng được giảm có 54% thôi, khá là buồn. Mình thường thấy ấy, những cái nick mà nạp nhiều kim cương này là được giảm ít, còn mấy cái nick nạp ít ấy sẽ được giảm nhiều đó. Và tiếp theo thì mình có qua một cái shop hợp tác với Ghana của mình, đó chính là shopmitsutv.com. Đó, mọi người đăng nhập vào đây có ngay 10.000 miễn phí nhá. Thì nếu mà chúng ta muốn quay kim cương này hoặc là quay bingo, anh em có thể vào đây. Trong đây thì có rất là nhiều bạn chúng ta trúng được 19.500 kim cương, rất là dễ luôn. Đó, nên là anh em nếu mà muốn vào đây quay kim cương có thể vào đây nhá. Ở đây mình sẽ rút kim cương thôi. Ok, đó, anh em thấy là mình rút rất là nhiều, nên là mọi người đang xem cứ yên tâm nhá. Mình rút rất là nhiều trong đây luôn, ok. Đó, bạn nào muốn quay kim cương có 10k miễn phí này, có thể vào đây nhá. Tiếp theo thì mình có kim cương rồi, mình sẽ truy cập vào số huyền bí thôi. Đó, nói chung là mình cũng thích vé quay kim cương và vé quay vũ khí thôi. Còn mấy cái này thì nói chung là cũng không làm gì, đúng không anh em, đó. Mấy gói này này. Theo mình thấy thì có một số bạn ấy chúng ta có thể vô cực, một số bạn thì không có này. Nghĩa là anh em nếu mà có ấy thì chúng ta mua thôi. Rồi, tiếp theo thì chắc là mình mua váy quay vũ khí đi nhở. Váy quay kim cương thì mình trang phục ấy mình không thích bằng quay vũ khí này. Rồi, tiếp theo thì chúng ta mua váy quay kim cương nhở. Mình còn 213 kim cương đó. Ok, đó, mình sẽ mua luôn nhá. Rồi, chúng ta sẽ x đi này, x luôn. Và tiếp theo thì mình mới mua được 17 vé quay. Đó, 10 vé quay vũ khí này và 7 vé quay kim cương. Để chúng ta quay xem biết đâu chúng ta trúng được cái gì đó thì sao, đúng không anh em? Lucky mình khá là thấp, chắc là không trúng được skin súng rồi. À, trúng được SKS này. Nói chung là cái lucky của mình ấy nó khá là thấp nên là chắc là khó cho nó quay được đây. Rồi, mình sẽ nhận thêm 2 vé quay vũ khí nữa nhá. Rồi, quay luôn. Vậy là quay vũ khí thì chúng ta không trúng được gì rồi. Sang vào quay kim cương đi. Mình mới có hơn 30 lucky thôi. Uầy, trúng luôn trang phục gói điệp viên dị biến này. Uầy, quá là ngon nhỉ. Nói chung là như thế là cũng chất chơi rồi. Được rồi anh em. Theo mình là quay như thế là cũng khá là chất rồi đấy. Vì mình có hơn 30 lucky à. Và đó là một số sự kiện mới ở server chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta cùng đến với tổ đội xem chung kết nhá. Ở đây thì do mấy ngày hôm nay mình đi chơi khá là FIFA ấy nên là
cũng không truy cập vào đó. Mọi người nhớ là có 4 nhiệm vụ cho mọi người chúng ta nhận điểm nhá. Tiếp theo thì có một cái mật mã code FFCS này, thì nhiều bạn không biết là cái mật mã này lấy ở đâu, nhập kiểu gì, thì anh em sẽ xem một cái like trong cái FFCS đấy. Ở đây mọi người xem trên kênh Huyền Thoại Sinh Tồn Spotify nhá, chúng ta có Vgaming và BTS vào chung kết rồi đó. Mọi người nhớ xem là chúng ta sẽ có một cái mật mã CS này, như là cái like trước ấy, cái like trước mình thấy cũng có một cái mật mã này đây, anh em đang thấy nhá. Thì chúng ta chỉ nhập vào đây là chúng ta sẽ có 30 điểm thôi. Mỗi người nhập sẽ có 30 điểm và không giới hạn số lượng ấy thành viên nhập mật mã nhá. Đó, tức là anh em cứ nhập vào đây là chúng ta sẽ nhận được thôi. Đó, anh em thấy chưa? Nên là mọi người đang xem thì chúng ta nhớ xem trong cái live tiếp theo nhá. Cái live tiếp theo thì cái mã code hình như là có giới hạn tới 1 triệu lần nhập kia. Đó, nên là anh em cứ xem để chúng ta nhập cái mật mã code này thôi. Còn cái hiệu này ấy, logo FFCS thì tới 30 chúng ta mới thu thập được kia. Rồi, anh em đang xem nếu thấy video mình hay đừng quên like, đăng ký, chia sẻ giúp mình nhá. Và bye bye anh em, hẹn lại anh em trong video tiếp theo hay hơn, mới hơn nhá. Bye bye.